Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay có một em khách ở Thốt Nốt, Cần Thơ mua một em cá Kohaku size gần 40. Các bạn thấy cái gù nó không? Vân rất là rõ ràng và màu rất là đỏ. Em này là 500 ngàn ú nù luôn nha các bạn. Mình chia sẻ với mọi người cá cho vui thôi chứ không có tiền bạc gì trong này nhiều cả, mình chỉ lấy thông dưỡng cà phê và tháo cho vui thôi. Nên những cái con mình tuyển lựa về rồi mình chia lại cho tất cả anh em là toàn bộ là cá rất là đẹp. Rồi bây giờ mình đóng bao và đi ship về cho em đấy thôi. Rồi mình đóng bao cho em ấy xong, bây giờ mình lại có dịp uống cà phê. Rồi có ly cà phê uống, nhưng mà sáng sớm em ấy báo chuyện gấp cho em ấy không có thời gian nhận, làm chạy xúc quần luôn các bạn, làm lật đật chạy ra để đón cho kịp xe. Rồi chào các bạn nha.